Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục nhìn về chỉ tay để chúng ta lại lại xem tiếp. Thì ngày hôm qua thì tập 1 thì thầy đã nói cơ bản rồi. Đây là cái bàn tay trái của người đàn ông khi chúng ta xem cho người đàn ông. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tính cách của người đàn ông khi nhìn qua bàn tay. Thì cái thú vị khi chúng ta nhìn cái ngón tay của người đàn ông ấy, mà nó dài, nó thon ấy, thì người đàn ông đó là một người hết sức là khó tính. Chính vì cái khó tính cho nên là trong cái công việc của họ thì rất tốt. Người khó tính sẽ dần dần rất là kỹ, kỹ tính. Cho nên người này thì không có nóng, nóng tính đâu. Công việc thì rất tốt nhưng mà trong cái mối quan hệ với vợ chồng, với người yêu đấy, nếu mà mình khó tính quá đấy, mình kỹ tính, mình nguyên tắc đấy, thì đôi khi thì dễ thất thất bại. Những người mà cái ngón tay này nó to, nó múc này, người đó rất là nóng tính. Cho nên là những người đó thì thường thì hay dùng cổ tay, cổ chân, người ta gọi là bàn tay thép đấy, cú cú nắm đấm đấy. Cho nên những người đó cũng hay đánh nhau, đập nhau. Còn những người mà cái ngón tay này nó nhỏ mà nó lại mập tròn ấy, thì là những người hết sức là kỹ tính. Chúng ta gặp những người kỹ tính thì chúng ta để ý rồi, họ rất là nguyên tắc. Người kỹ tính thì rất là giỏi về chuyên môn nhưng mà cái khâu tổ chức ấy thì rất là kém, cho nên là nhìn được đường gần mà không nhìn được đường xa. Cho nên là những cái người mà vừa khó tính mà vừa kỹ tính ấy, thì họ nhìn được đằng xa. Còn những cái người mà kỹ tính ấy, chỉ nhìn được đường gần mà thôi, rồi ngắn hạn đó, nhìn trong ngắn hạn đến trung hạn thôi, không nhìn được cái con đường chiến lược dài hạn. Và những người mà nóng tính ấy, thì chỉ có nhìn trước thôi, rồi lại ăn ăn trước thôi, chứ cũng không không nhìn được chiều chiều sâu. Nên là những cái người đó thì không có xấu xấu sắc. Tiếp theo, một cái người mà có tiền có bạc á, thì để quý vị để ý là cái đường hở này của ngón tay đấy thì phải khít. Thì người đàn ông đó là người đàn ông giữ được tiền. Nhiều người thì bảo là người đó keo kiệt, ham ăn, bủn xỉn, tính toán chi li, nhưng không phải. Bản thân của những cái người đó là như kiểu một cái thuật toán, về kế toán. Họ giữ được chất tiền, họ cân đối được cái tài chính, kế toán cân đối được cái thu nhập của mình. Đấy, còn những cái người nào mà cái đường này này, đường giữa cái ngón tay này mà khi mà khép lại ngón tay mà hở cát rơi, mà cát rơi ấy, thì người này rất là tháo ăn, hay phóng khoáng, cũng hay nói láo, tức là cho nợ nần nhiều, ăn nợ nần nhiều, cho nên là tiêu pha nhiều, tiền nó vào nó ra nhiều, cho nên là y như là nước thì vào ít mà ra nhiều, cuối cùng thì con cá không có nước nữa để sống, tức là tài sản trong nhà thì được bao nhiêu rồi cũng vơi đi hết, mà cuối cùng thì tay trắng về không, chả có gì hết. Nếu mà con vợ nó thương thì còn đỡ, cái con vợ mà nó có tính là đa đoan thì nó cũng đi theo trai rồi, con cái lâm vào cận, đi ra ngoài rồi là cũng cờ bạc xì ke ma túy, rồi cuối cùng tan nát ra gia đình. Tiếp theo, những người nào mà có cái ngón út này nó bằng với cái đường chỉ này này của cái ngón áp út, quý vị biết đấy, cái gạch chỉ hoa đấy, thì người này có đường hậu hậu vận rất là tốt, nhưng mà cái sơ vận và niên vận rất là cực khổ. Sơ vận là bao nhiêu tuổi? Kính thưa quý vị, là sơ vận thì khi quý vị hái 20 tuổi, con người ta thì khi mà một đứa trẻ đấy sinh ra đấy thì 10 tuổi mới bắt đầu bước vào cái vòng tử vi, chữ chi phối bởi tử vi, tức là thoát ra ngoài bố mẹ. Còn mà từ lúc mà mang bầu cho đến 10 tuổi đấy, dưới 10 tuổi đấy, thì nằm trong cái cung lộc phụng của cha, của mẹ, phúc đức của tổ vũ, của tiên ấy. Đây, cái ngón út này đấy, nó bằng phẳng với cái này. Người này rất là có đường hậu vận tốt, tức là có phúc phận nhờ con cái về sau.
Sơ vận thì rất là cực, niên vận rất là cực. Cực ở đây là có thể là nuôi con này, ăn học để chăm con khó khăn. Nhưng mà sau cái này, khi mà đàn bà thì 55 tuổi, đàn ông thì 60 tuổi gọi là hậu vận, về già thì con cái lại thần đạt. Đấy, nên là sung sướng, hưởng được cái phúc lộc của con. Thì đây, cái người này là họ có cái mai sau, cái đường hậu hậu vận tốt, số phận tốt. Khi mà cái đường hậu vận này tốt thì phải cần có cái đường sức khỏe này, nhìn thấy cái ngón cái này. Cho nên là trên bàn tay thì cái người nào mà được cái ngón út này và với cái ngón cái này thì ba cái ngón này không có gì cả. Mà cái người nào mà được cái ngón áp út này thì các ngón còn lại chẳng có gì cả. Mà cái người mà được cái ngón trỏ này á, thì những ngón còn lại cũng không có được gì cả. Tức là trên mỗi bàn tay thì mỗi người cũng chỉ có trông cậy vào một cái ngón nó nở hoa thôi, nó sáng tạo thôi. Y hệt như là dòng họ của chúng ta đã có một người làm to vậy, chúng ta cứ nghĩ vậy. Dòng họ trong anh em thì có một người làm to, tức là to ở đây là lên đỉnh ấy. Thì đấy là cơ bản của một cái bàn tay về cái người đàn ông. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một vài cái nhân tố ảnh hưởng đến cái bàn tay của người đàn ông. Thì bàn tay của người đàn ông, trên cái bàn tay này này, chúng ta để ý nhé, cái đường tâm đạo này này, cái đường tình duyên này này đó. Đấy, mà nếu mà quý vị để ý cái đường tâm đạo này này, mà nó càng ngày nó cái đường này nó chạy mà nó lại về ở trên này này, thì cái người này là người đàn ông hết sức là trung tình lúc trẻ. Để chúng ta để ý nhá, cái người thông minh này, trên bàn tay này chúng ta có bốn ngón tay này, 20 tuổi này, ngón út này, 40, 60, 80 và về đấy ai thọ 100 tuổi này. Khi chúng ta mà ở tuổi 20, chúng ta thể ý là cái cuống tay, cái đường tâm đạo này hết sức là rộng. Khi chúng ta trẻ mà, chúng ta yêu đương, chúng ta nghĩ rất là thoáng rồi. Bắt đầu đến lúc mà 30 tuổi đây, ở đây là 30 tuổi, thì người đàn ông này bắt đầu kết hôn. Và kết hôn thì bắt đầu cái đường tâm đạo nó càng ngày nó càng về lên trên này, rất là trung tình, càng ngày lên trên này. Còn nếu mà cái đường tâm đạo của cái người nào mà ở đây mà nó nhỏ, mà càng ngày nó xòe về dưới này, tức là người này rất là nhiều vợ, con người đa đoan, tình bỏ muôn nơi, con bỏ muôn nơi, cho nên là rất là khổ. Thì cái ngón tay không như thế này, một cái ngón tay ngón út nó sẽ ngắn xuống thế này, hoặc nó gài lên này, gài này, đó những cái người như vậy đó, thiếu ấy. Những người này công đức không có đủ ấy. Người không có công bằng ấy. Người gọi là người nửa nạc nửa mỡ, tình bỏ muôn nơi. Thì người này rất là tốt. Thứ hai là cái đường trí đạo. Nếu người nào mà cái đường trí đạo nó vòng cái này, thì con đường học hành hết sức là gian nan, nhưng mà lại rất là chịu khó đi lên. Một giống kiểu chúng ta đi đường vòng ấy mà. Thì có người thì học bán công cấp 3 rồi lên học trung cấp, rồi lên thông cao đẳng đại học, rồi lại học thạc sĩ, thành tiến sĩ đấy. Miễn sao quý vị để ý cái đường trí đạo này của người nào mà nó đậm, nó đậm nét, nó sắc, thì người này có trí tuệ hết sức là uyên thâm, có cái tài lãnh đạo rất là tốt. Cái người này, cái đường trí đạo này này rất là đậm đấy quý vị. Thứ hai, cái đường tâm đạo này, cái đường chỉ tay khi nào nó phải đậm, nó sắc, thì cái người này tình ái hết sức là dạt dào, tình yêu hết sức là nặng, con người có trách nhiệm rất là cao, đối nội đối ngoại hết sức là tốt và công bằng, lời ăn tiếng nói hết sức là chuẩn mực. Đấy, người này này. Đấy. Còn về cái đường sinh đạo, cái đường sinh mạng sức khỏe, mà cái đường này nó bị cắt thì trẻ, cái người này cũng trôi sông trôi biển, nhưng mà cái số kiếp nó ông bà phù hộ cho con người. Có người cái đường sinh đạo này phải mượn qua cái đường trí đạo này này lúc trẻ này, rồi lại đi trở về với cái đường sinh đạo này, tức là bị cắt bị góp đấy, nhưng mà cuối cùng thì trời đất phù hộ nên là cũng qua. Đấy. Trên bàn tay này có một cái điểm rất quan trọng của người đàn ông là chính là cái khuỷu tay này. Nếu người nào mà ba cái đường này mà cuối cùng mà giao nhau ở cái khuỷu tay này này, là cái người hết sức là thẳng tính, công bằng, công minh này. Cái điểm này này giống quý vị để ý này, nằm y dựa này này, đó cái vật này là người rất là công minh. Thì đấy là
là những cái cơ bản về cái người đàn đàn ông đấy.